Cosmos Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ số 2 thuộc dạng bài văn có độ dài trung bình nhé các bạn. Chư vương. Và chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu với một bài với ba câu hỏi như thường lệ. Đó là hai câu hỏi có từ gạch chân và một câu hỏi nói về tổng quan cái nội dung của toàn bài. Và cụ thể hơn thì câu hỏi số 1 của chúng ta là Ima wa chigau to wa của koto ka có một cái cách chân đó là im và chia và nó có nghĩa là việc gì vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào bài nhé nhìn vào bài thì im và chia ở cuối của một đoạn thứ nhất đoạn rất là dài và nhiệm vụ của chúng mình sẽ phải đọc toàn đoạn và để hiểu để xem xem là à, im và chia là gì tùy <laughs> Đây là thể hiện cái điều trích dẫn một nội dung đó là số lượng giới trẻ hoạt động trong chính trị mang tính gián tiếp cũng đang có một cái xu hướng là tăng lên. Vậy thì họ đã bắt đầu cái hoạt động chính trị này với một cái động cơ như thế nào nhỉ? Với cái căn duyên, với cái nguyên do là gì vậy? Daroka, đây là một cách đặt câu hỏi, đặt vấn đề trong mở bài. Tazunete hoka no kakawari o mochitai kara to iu kotae ga yoku kaette kuru. Khi mà chúng tôi hỏi thử thì nhận được khá là nhiều câu hỏi nói rằng là à ah, bởi vì là rất là muốn kết nối với những người khác khi <hạcười> to no kawari o motomete seiji katsudo o suru no ka. Toshun odoroi ta ga kangaete mireba odoroku koto de wa nasasou da. Trong một cái xung một tích tắc là tôi khá là ngạc nhiên. Bởi vì sao họ bắt đầu một cái hoạt động chính trị vì mong muốn là à, có sự kết nối với mọi người ư? Thế nhưng, nếu mà kháng gái tên mi để bảo, nếu mà suy nghĩ thử, có lẽ là không phải như vậy. Và cũng không có gì mà phải nhạc nhiên như thế. <laughs> chí kỳ kêu đô tài nô no chikara ga tsuyokatta jidai wa chí kỳ no hito to no kakawari o kyosei sareru men ga ari jibun kara hito to no kakawari o motou to suru koto wa amari na trong một cái thời đại sức mạnh của cộng đồng địa phương còn rất là duy yếu cả tạo còn rất lớn thì cái sự kết nối giữa mọi người với nhau thì sẽ bị cưỡng chế bị hạn chế đó nên mọi người ít có một cái ý định đó là tự kết nối những người khác thế nhưng shikashi imo wa chigau. thế nhưng bây giờ đã khác Ý là khác nghĩa là bây giờ không còn bị hạn chế nữa, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng Ima wa đó là chigao với cái thời đại ngày xưa khi mà chi kỳ kyodo tài nó no chỉ が強かった。人との関わりび強制。は、人と関わりをもととすることはあまりなかった。べぞとない。み以前は、若者の答えを聞いて驚いたが、 mà số đi hoặc này ngày trước thì khi tôi nghe câu trả lời của giới trẻ tôi rất là ngạc nhiên nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do đó rồi nên tôi không phải nhiên. trong bài không hề đề cập đến nội dung này cho nên là pass luôn như bà nhá 今は他人との関わりが強制されないので Bây giờ thì cái việc mà muốn liên hệ với những người khác không còn bị kiêu xe nữa Cho nên là bản thân mình cũng có nhu cầu được kết nối với mọi người Thì chúng ta thấy là à nó ngược lại với cái ngày xưa, cái thời mà đang bị kiêu như thế này Đúng không ạ? Cho nên là cũng không có nhu cầu gì cả Thế thì bây giờ ngược lại thì có vẻ là đúng, chúng ta cứ để đó 3番、以前は地域の人と関わらなくてもよかったが、今は変わる必要がある。4番今は他の人と関わる必要がないので、 phần này cũng không hề nói là hito gạ nó có hay không và cũng không nói là cái katsudo này sư hay không đúng không vậy là ba sự suy ra đáp án đúng ở đây chỉ có thể là nhi bảo sang câu số hai số nó katsudo như hai Tatoa đối cô tô cả đã tham gia vào hoạt động đó và cái đấy điều đấy có nghĩa là gì vậy Chúng mình cùng xem xem là Sono katsudo ni hay de ở nằm ở đâu Thì nó nằm ở cuối của đoạn số 2 Chúng mình đọc nhé Mata shumi ya katsudo no encho de ni deatta to hanashi mo kiku Mặt khác tôi cũng nghe được rằng là À, nhờ sự kéo dài của cái hoạt động tình nguyện hay là những cái sở thích của mình mà tôi đã bước chân vào hoặc là tôi đã gặp gỡ với và giới chính trị Nichijou no shigoto kara hanarete Sakuru katsuro ya Volantia katsuro suru naka de Seiji ni deai Shizen na nagare de Sono katsuro ni haite itta to yu keisu da và cũng có trường hợp nhé, đó là họ tình cờ bước chân vào một cái giới chính trị khi mà họ tạm xa công việc hàng ngày và tham gia vào hoạt động cho cái cái sắc độ trong những câu lạc bộ mà theo sở thích đó hay là những cái câu lạc bộ về hoạt động từ viện và thuận theo một cái lẽ tự nhiên đó thì họ đã bắt đầu tham gia vào cái hoạt động đó. và gai o motomete Và có thể nói trên đây là những cái ví dụ mà họ mong muốn lý tưởng giống khác mà ngoài cái công việc rồi từ đó là hướng sang với mục đích là chính trị vậy thì chúng mình nhận thấy là sono katsudo ni hay tita và cái sono katsudo này chính là cái việc mà seiji ni dei trong cái quá trình mà sakuru katsudo ya volunteer katsudo suru đúng không ạ chúng ta cùng nhau chọn đáp án nhé ichi bảo seiji teki na katsudo hajimeta bắt đầu hoạt động chính trị 2. Ka kimeta quyết định tham gia bắt đầu cái hoạt động với một cái tư cách là chính trị gia. Thì điều này không hề nói trong đoạn vừa rồi đúng không? Là khi mê tả cái katsuro suru này thì không phải. Mà chỉ bắt đầu thôi. Sejika to shite volunteer katsuro hajimeta bắt đầu cái hoạt động tình nguyện đi không? Mà trong quá trình đó thì mới nghĩ đến và chuyển hướng sang cái seji tekina katsudo yon bạn volunteer katsudo ga suki đã natte không hề nói trong bài loại luôn vậy đáp án đúng ở đây chỉ có thể là ichiban dạng bài văn trung bình cũng không khó lắm đúng không các bạn và chúng mình cùng nhau tìm hiểu câu số 3 nhé kono bunshou no nai to shite motto mo tekisetsu na no wa dore ka đâu là nội dung mà phù hợp nhất để diễn đạt cho ý là nội dung của đoạn văn vừa rồi Vậy thì chúng mình nhìn nhận rằng là À, còn một cái đoạn cuối cùng của bài từ IPO phần cuối cùng này chưa đọc Bây giờ chúng ta phải đọc sau đó thì nhìn nhận lại cả bài xem mạch ý của nó là gì để chọn nhé Ippo, shushoku saki to shite seiji no pa eranda to mo aru Mặt khác cũng có cái trường hợp họ chọn chính trị bởi với tư cách là một nơi để xin việc Seiji ka no nhenki ga owari Tsugi no senkyo o ochi reba shoku o koto ni naru ga Nhìn kỳ trừ và an têしている Thì chính trị gia kết thúc nhiệm kỳ Và nếu mà họ trượt trong cái lần mà bầu cử tiếp theo Thì họ có thể là sẽ bị mất việc Thế nhưng mà trong cái thời gian mà còn đang đương nhiệm đó Thì họ có thể ổn định là việc Thật sự, sáng nghiên 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 kỳ là 6 năm Vì vậy, sáng nghiên 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 6 năm Vì vậy, sáng nghiên 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 kỳ là 6 năm Vì vậy, sáng nghiên 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 kỳ là Đặc biệt nhé, do nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ là 6 năm liền Cho nên là nếu mà thư ký của họ cũng sẽ có cái việc làm trong vòng 6 năm Nên là nếu mà chúng ta so sánh với một việc làm thêm thông thường Thì công nhận là cái công việc này tốt hơn rất là nhiều Và có thể nói rằng với cái lựa chọn như thế này Thả phản ánh về một cái thời đại mà đang tìm việc lâu dài là vô cùng khó khăn. Và chúng ta nhìn nhận lại cả một bài thì thấy rằng là có bốn đoạn đúng không ạ? 1 2 3 4. 4. Và với bốn đoạn này thì chúng ta thấy rằng nội dung đầu tiên nói về hokano hito to kakawari mochitai to iu Đấy là một cái lý do mà khi bắt nguồn hoạt động chính trị. Đoạn thứ hai nói về lý do là qua cái shumiya cho no de seji ni Đoạn số 3 thì nói rằng là À, ngoài ra thì có cũng có thể loại là ikigai o motomete seji ni Để nói về cái việc mà nhu cầu về tìm bài ikigai, ý tưởng sống Đoạn cuối cùng là shusoku saki to shite no eranda Thì đó là bốn cái đoạn và nói về bốn cái lý do khi mà người ta bắt đầu với hoạt động chính trị Bây giờ chúng mình cùng nhau nhìn lại bốn cái ý đáp án để tìm ra cái điều phù hợp nhất thể hiện nội dung của bài nhé 若者の政治的な活動は、単なる趣味の延長に過ぎないといえ、と考えることができる。そして、以上、一の活動を考えると、何も不快なこは、一緒に設定することができます。そして、このなことは、何も不快なことは、何も不快なことは、何も不快なことは、何も不快なことは、何も不快なことは、何も不快なことは、何もなは、 mong muốn về cái mối quan hệ sự liên kết với con người trong hoạt động tình nguyện thì ở trong hoạt động chính trị nên thể hiện cái cá tính cá nhân của mình tốt hơn điều này tác giả cũng chẳng đưa ra nên là loại luôn sang bảng seiji ni kakawaru shoku ante shite iru kara wakamono wa motto bởi vì là cái họ công việc liên quan đến chính trị thì rất là ổn định Cho nên là giới trẻ nên quan tâm nhiều hơn vào hoạt động chính trị Điều này tác giả cũng không đưa ra cái lý do này để đưa ra lời khuyên này luôn Nên là sai Dùng bảo nhá Giới trẻ tham gia vào hoạt động chính trị là bởi vì họ đang có nhu cầu cần ví dụ như là cái lý tưởng sống hay là nơi xin việc có gia và đây thể hiện ra là ngoài ra còn có những cái khác nữa vậy đáp án số 4 là phù hợp nhất trong bài thì thấy họ cũng dùng cái thôi hiểu để đưa ra một cái lời dẫn Tôi hiểu kề sự chẳng hạn ngoài ra thì cũng có daro cả khi mà họ đưa ra một câu hỏi để mở đầu một câu chuyện người ta hay daro cả chẳng phải là qua kia để chính bởi cái việc như thế này cho nên điều này là tất nhiên tất lẽ dĩ ngẫu hay là mô tô tố sư chính là vấp vô tố sư thể ý chí cộng với tô sơ ý chí ý định làm gì đó trong bài có một số từ mới như wakamono giới trẻ người trẻ toki động cơ nguyên nhân căn nguyên lý do katsudo, hoạt động chính trị tasune được hỏi kakawari liên quan liên đới odoroku kinh ngạc ngạc nhiên chi kỳ kyodo tay cộng đồng địa phương Kiyose suru, cưỡng chế ép buộc, Koutekina, nhà nước, Hisho, thư ký, kỳ nhiệm kỳ, Sangin, thượng nghị viện, Senkyo, bầu cử và cự là công việc. Và như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong ví dụ số 2 trong dạng bài Chūbun. Và chúng mình sẽ cùng nhau hẹn gặp lại ở video tiếp theo để tìm hiểu cụ thể hơn nhé. Hosei chô, arigatou gozaimashita.